Hello các bạn nha. Thì ở phía bên này nó có một cái con boss sắp ai các bạn ơi. Mà hình như nó đang ở dưới lòng đất rồi, mình sẽ không đánh nó đâu. Ôi, phía bên này có một cái ông Mututor thì phải. Ôi, để mình coi ông có skill gì nào. Có cả Dragon Ball cũng như là Bow Strike luôn các bạn ơi. À, cái chiêu này rất là quan trọng cho cái con Zekrom nè các bạn. Đó, để mình thử cho Zekrom học thử nha. Đâu rồi, Zekrom có thể học nha các bạn. Ui quá là xịn sò luôn. Thì hát xin chào các bạn đôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình rất là may mắn luôn khi mà mới đầu thôi đã gặp được cái ông Mututor rồi nè. Đó, và ông có luôn cái chiêu Bow Strike cho Zekrom nha các bạn. Đây là một cái chiêu rất là mạnh luôn đó. Rồi, để mình sẽ lấy tài nghiên đi ra mà học cái chiêu này cái đã. Đây, Bow Strike đấy các bạn ơi. Chúng ta còn 6 cái cục sắt thôi. Wow, quá là đơn giản luôn. Có cả Dragon Ball nữa kìa. Đầu tiên thì mình sẽ lấy 6 cái thỏi sắt ra trước nha. Đó, để mà học cái Bow Strike này đi. Ngon lành canh đao. Zekrom của mình thì mới cấp 84 thôi, nhưng mà đã có thể học được cái chiêu này từ Mututor rồi đó. Quá ngon lành luôn. Dragon Ball. Ủa, sao nó rẻ quá vậy? À, nó chỉ cần một cái cục ruby thôi các bạn à. Quá rẻ luôn. Chúng ta sẽ lấy ra ruby ra nào. Ui trời, nó mưa luôn rồi. Để mình dùng Crowden tắt mưa cái đã. Trời ơi, trời mưa cực kỳ khó chịu luôn đó các bạn ơi. Rồi, ngon lành liền. Đây, mình sẽ tiến hành học Dragon Ball thay Dragon Ray nha các bạn ơi. Đó. Chờ vài bữa hả, cái con Zekrom mình có outred thì mình sẽ thay luôn. Ngon lành canh đao. Rồi, hình như là không còn cái chiêu nào xịn sò nữa rồi đó. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ nào đó để mà treo cái chuông cho Ho-Oh nha bạn ơi. Mình quyết định luôn là chuyển cái chuông Ho-Oh về nhà nha. Đó, đặt cho nó ngon lành cành đào đi. Tại vì cái vùng sa mạc á, mình cũng không có cần tới đó nữa. Mình đã có đủ hết cái Red Orc rồi mà. Treo chuông ở đây nha các bạn ơi. Hy vọng là Ho-Oh nó có thể xuất hiện nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi ra biển và đi câu những cái blue shark nha bạn. Để mà tạo thành blue orc nha. Đó. Ngon lành, ngon lành. Ui, còn 22 phút nữa. Và tại cái vùng mình ở nó sẽ có cái con Latios các bạn ơi. Latios thì mình chưa có nữa nè. Ui, Remoreal. Chưa gì mới vô câu được cái con cùi thế nha. Mới cấp 9 thôi các bạn ơi. Để mình cố câu một xíu coi. Có được cái gì hot không nè. Ôi, câu ở dưới vùng Deep Ocean này nha các bạn. Thì nó mới có cơ hội để mà rớt ra những cái blue shark chúng ta đó. Mình thì mình đã có sẵn 3 cái rồi. Bây giờ mình chỉ còn câu thêm 7 cái nữa thôi là chúng ta có thể chuyển Tiger về cái dạng nguyên thủy rồi đó. Cho nó đủ bộ với lại Crowden luôn nha các bạn. Rồi, để coi lần này được cái gì nào. Ui, lại một giống chấm than. Được con chinh chu nè các bạn ơi. Cho mày chết đi. Rồi, tiếp tục câu tiếp thôi. Trời, nó cũng tối rồi nè các bạn ơi. Ui, một dấu chấm than. À, chúng ta được cái con crab nè. Con này thì nó hay xuất hiện tại cái vùng đáy biển lắm. Trời ơi, không có ngon lành cành đào gì rồi. Để ráng câu một xíu nữa thôi các bạn ơi. Ráng câu một xíu nữa thôi. Lần này, trời đất ơi, vẫn là một dấu chấm than. Chúng ta gặp cái con ba boss nè. Mình học được outred cho Zekrom rồi nè. Xin so vãi chữ. Ui, cấp 85 các bạn à. Ngon lành luôn. Lại là con crab nữa. Gặp nó hoài vậy. Rồi để mình vứt mấy cái món đồ không có cần thiết rồi đã các bạn ơi. hai dấu chấm than và chúng ta được cái con Sharpedo nè. À, cái con cá mập này chúng ta vẫn có thể tiến hóa lên Mega được các bạn ơi. Lên Mega rất là ngầu luôn đó. Để mình cầu tiếp coi. Nãy giờ vẫn chưa được một cái blue shark nào các bạn ơi. Nó hiếm thiệt sự luôn đó. Lần này câu lên cái gì nào. Lâu quá vậy. Ui, ba dưới than. Và chúng ta đã được một cái blue shark rồi các bạn ơi. Đây là cái blue shark thứ tư của mình nha. Và là cái blue shark đầu tiên trong tập ngày hôm nay luôn đó. Ngon lành chưa. Quá xịn luôn nha các bạn. À, một dấu chấm than. Mình được cái con Clambus nè. Cái con trai các bạn à. Nó cho mình khá là nhiều cái vật liệu để chế tạo đèn biển đó.
Shelder. Dứt mày luôn nha con. Ôi, dưới đây nó có một cái con boss nè các bạn ơi. Đây là Finneon. Chúng ta sẽ xuống và dứt nó luôn nha. Đây, em nó đây nè. Dứt nó, biết đâu mình lại được một cái Raikou đây thì sao. Nãy giờ vừa câu á, mình cũng đánh bại khá là nhiều Pokemon đó các bạn ơi. Ui, và nó vẫn cho mình một cái Raikou thiệt nè. Xin vái trưởng ạ. Rồi, leo lên nào. Quay lại và câu tiếp thôi các bạn ơi. Ngon lành. Nãy giờ mình câu mình không có bỏ sót cái em Pokemon nào cả. Tại vì mình đánh nó mình được kinh nghiệm mà. Ôi, Cloyster. Eruption mình nè con. Ngỗng cử tỏi luôn. Lại tiếp tục câu thôi các bạn ơi. Cố gắng kiên trì. Coi thử có được thêm mấy miếng rô sát nào nữa không nha. Ui, hai dấu chấm than. À, chúng ta được một cái viên ngọc lớn nè các bạn. À, cái này chúng ta có thể bán cho shopkeeper được. Ui, cũng khá là hay đó. Ngon lành hen. Để hôm nào rảnh á mình đi mình bán coi thử coi. Được bao nhiêu tiền nha. À, lại gặp cái con Clambus nữa. Toàn gặp mấy con này hoài vậy. Câu tiếp coi. Wow. Tính ra đi câu dưới biển nó cũng khá là vui ha. Ui, chúng ta lại được một cái viên ngọc. À, đây là một viên ngọc nhỏ các bạn ơi. À, nó khác với lại cái viên ngọc lớn hồi nãy. Ôi, cũng khá là xịn đó các bạn à. Hay hen. Wow, khi mà câu dưới biển á, các bạn có khả năng trúng rất là nhiều cái loại vật phẩm luôn các bạn ơi. Rất là hay luôn nha. Ôi, Kingler. Con cua hả? Ngẫm cửu tỏi lên rồi. Này thì Kingler nè. Dưới đây có một con cá đuối boss nè các bạn ơi. Mình sẽ dứt nó luôn nha. Đây. Ô, nó cho mình mấy cái lá thư gì đó. Nhưng mà mình không có cần thiết đâu. Để mình ngoi lên bờ cái đã. Ở dưới đây hoài á, nó sẽ bị ngộp thở đó các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình sẽ cho cái em Kyurem của mình lên cấp luôn nha. Để mình coi coi. Ồ, ngon lành. Cho nó lên cấp 95 là vừa các bạn ơi. Ồ, to ra kìa. Ui, nhìn nó cao to kinh khủng luôn các bạn. Ồ, ngon lành vậy. Rồi, bây giờ tiếp tục câu thôi. Trên đầu mình nó có con Swanna nè. Mình rất là nhớ con đó luôn. Ui, ba dấu chấm than và chúng ta được một cái Blue Shack. Tiếp tục nè các bạn ơi. Đây là cái thứ 5 của mình nha. Ôi, đỏ vải trưởng à. Xịn xò liền. Ngon lành liền. À, 5 cái rồi các bạn ơi. À, chúng ta được một cái Waterstone nè. Một cái đá. Đá hệ nước các bạn ơi. Để câu thử có được cái lưu sát tiếp theo hay không nè. Ôi, à, được một cuốn sách Enchant. Cái này là Unbreaking cấp độ 3 các bạn à. Cũng rất là hay ha. Wow. Nói chung đi cầu dưới nước nó rất là thú vị luôn đó các bạn ơi. Nhớ là phải qua cái vùng Deep Ocean nha. Nó mới có thật là nhiều may mắn cho các bạn câu được lưu sát đó các bạn ơi. À, vẫn gặp con Clambus. Gặp con này hoài vậy. Nó không có ngừng ám mình đó các bạn ơi. Con này nó theo mình hoài luôn á. Ui, nó cho mình những cái vật liệu làm đèn biển không rồi các bạn ạ. Rồi, để coi lần này câu lên được cái gì nào. Lần này câu lên được đây rồi. Và đây chính là cái Blue Shack thứ 6 của mình các bạn ạ. Quá là đã luôn các bạn ơi. 6 cái Blue Shack luôn đó. Nói chung á, trên clip các bạn thấy mình câu trong khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Nhưng mà chính xác cái thời gian chơi game của mình rất là dài luôn đó các bạn ơi. Lại là một cuốn sách Enchant. À, cái cuốn này là siêu thích các bạn ơi. Mềm mại. Ồ, cũng ngon lành. Nãy giờ câu được 2 cuốn sách Enchant rồi đó. Wow, cũng rất là tuyệt luôn đó hen. Chúng ta lại câu tiếp nè. Không biết có thêm cái lưu sát nào nữa không ta. Cùng đón chờ xem. Ây da, ui mình câu lên con boss nữa các bạn ơi. Con này là Lodip nè. Ui, chắc nó ức chế mình lắm nó mới chịu xuất hiện đó. Lodip. À, xài chiêu hệ băng luôn nè. Ôi, cấu của nó được một mớ máu rồi các bạn à. Là một phát nữa nè. Ngậm cửu tỏi luôn. À, nó cho mình một cái viên Ray Candy luôn. Ngon lành. Viên kẹo hiếm các bạn à. Ôi, hiện tại mình đang ở tại cái vùng Forest nè các bạn ơi. Để mà đón chờ xem cái em Legendary tiếp theo xuất hiện đó. Ây da, mới đáp xuống thôi mà cái con sâu này nó đã thách đấu mình rồi nè. Siwado. Đây là cái con sâu cực kỳ dễ thương nha các bạn.
ngậm cứu tờ ấy con sâu luôn, nó cho mình tơ. Cũng được, thôi để mình ngủ một giấc cái đã. Ngủ một phát bạn ơi. Còn đâu đó 4-5 phút nữa thôi là sẽ có một em Legendary với cơ hội 30% xuất hiện nha. Đây để mình check spawn lại một lần nữa coi. 4 phút nữa các bạn ơi. Đây, tại cái vùng forest này á, nhớ là phải gần những cái hồ nước nha, thì cái con Azil nó mới chịu xuất hiện đó. Đây, Oricorio. Wow. Con chim này nó có 4 loại màu luôn đó các bạn ơi. Đây là con chim màu đỏ nè. Ui sao trâu vậy. Để mình đổi vào cái con Zekrom đi. Đổi qua con này giật điện cho nó nhanh các bạn à. Zekrom mình được cấp 86 rồi đó. Ui cũng xịn đó chứ. Giật điện nó thôi các bạn ạ. Mày nè, Oricorio. Wow, có con bộ môn nào đó của mình đã lên cấp rồi đó. Chết spawn một phát. Ui, còn 2 phút nữa thôi. Azil có thể xuất hiện các bạn ơi. Hy vọng 30% này nó sẽ đem lại cho mình may mắn nha. Ui, có con boss Venusaur kìa. Wow, để mình giết nó luôn các bạn. À, đây là Mega Venusaur. Ui, một trong ba con Pokemon Mega đầu tiên đó. Nửa cây máu liền. Ngon lành cành đạo. Làm một phát nữa thôi. Cho mày ngủm luôn. Ui, nó cho mình hai viên Rare Candy luôn. Và một cái viên Venusaurai. Bây giờ mình đã có được ba viên Rare Candy luôn rồi đó các bạn ơi. Quá đã luôn. Mình sẽ cho con nào lên cấp ta. Có nên cho con Kyurem lên không ta? Thôi, chắc mình sẽ để dành đi các bạn ơi. Còn một phút nữa thôi, Azil sẽ xuất hiện. Hy vọng mình sẽ có được may mắn. Ui, và đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì Legendary trong bộ ba ao hồ đã xuất hiện rồi nè. Đây là Azil nha. Đó, em này thì nó đại diện cho ý chí nha các bạn ơi. Bộ ba bảo vệ ao hồ đấy các bạn ạ. Rồi, tiến hành xuống đây và bắt nó thôi. Mấy cái Pokemon trong bộ ba ao hồ á thì nó sẽ chuyên xuất hiện gần những cái hồ đó bạn à. Đúng nghĩa của nó luôn đó. Rồi, quả đầu tiên lúc nào cũng là Whipball hết nhen. Ôi cái em này siêu tí hon các bạn ơi. Có một tí xíu thôi à. Trời ơi, nó có một chút luôn á. Mình sợ nó ở dưới đó nó bị ngợp nước đó các bạn. Phone Whip một phát nó đã còn một máu luôn rồi. Con này thì mới đạt cấp 50 thôi. Chắc mình sẽ bắt nó luôn bằng Diabon trước nha. Tại vì nó đang ở dưới nước mà. Pokemon đang ở dưới nước thì chúng ta nên dùng Diabon cũng được. Dùng thử 3-5 quả đó nha các bạn. Ui không được rồi. Mấy con này cũng rất là khó bắt luôn đó các bạn. Diabon quả thứ hai. Và cuối cùng thì em cũng chịu xuất hiện các bạn ơi. Xịn sò con bò liền. Quả Diabon thứ ba nha. Đó, 3 quả rồi đó. Không chịu chắc tôi qua cái quả khác quá. Ui cũng không được các bạn ơi. Chắc xài luôn 2 quả nữa nha. Quả thứ tư. Ui bắt khó kinh khủng nữa các bạn ơi. Wow, không được rồi. Xài luôn cái quả thứ năm đi nha. Mình không có đem cái con Pokemon nào ru ngủ cả. Biết vậy hồi nãy mình cầm cái con Venusaur ra được rồi. Venusaur của mình nó có cái chiêu Sleep Powder các bạn. Đó, nó có thể ru ngủ được. Ây da, Tamerbon ra trận. Diabon nãy giờ 5 quả chưa được rồi. Thì bây giờ mình cứ Tamerbon mà xả thôi nha. Quả đầu tiên không được rồi nè. Chúng ta sẽ đi qua cái quả khác đi. Tamerbon quả thứ hai. Ui, vẫn không được các bạn ơi. Con này bắt khó kinh khủng luôn đó. Những season trước á mình xài Master Ball để mà bắt những cái con trong bộ ba ao hồ đó bạn ơi, tại vì nó khó lắm. Ui vẫn không được các bạn ơi. Nói chung nó khó kinh khủng nha. Đừng nói tôi phải dùng Master Ball để mà bắt nó nha. Nói chung mình sẽ cố dùng Master Ball một thời gian đi. Không được thì chúng ta sẽ dùng Master Ball nha. Yes, và chúng ta không cần dùng đến Master Ball rồi các bạn ơi. Azil đã được thu phục rồi nha. Quá là đã luôn. Đâu rồi em nó đâu rồi. Để mình lôi em nó ra coi các bạn ơi. Cất em Caesar Ronjo nè. Lấy con Azil ra. Đó, ngon lành cành đào. Sẵn luôn lấy Mastrix luôn nha các bạn ơi. Để mình coi Azil trước đi. Đây Azil.
Wow, con này thì kích thước run. Kích thước nhỏ nhất luôn. À, kích thước nhỏ thứ nhì chứ. Trời ơi, hèn chi nó có tí hon thôi các bạn à. Con này thì không cộng không trừ cái bất kỳ cái chỉ số nào cả, nên cũng rất là được ha. Cấp 50 thôi. Và nó có cái viên ngọc kìa. Đó, bộ ba ao hồ đại diện cho bộ ba ao hồ. Con này đại diện cho ý chí nha các bạn. Và đây là Maestric. Đó, đại diện cho cảm xúc. Còn con UC thì đại diện cho trí tuệ đó các bạn ơi. Quá là đã luôn. Ôi sao Maestric của mình bự quá vậy. À, kích thước nguyên mẫu luôn. Trời đất ơi, kích thước chuẩn đó. Hàng chi nó bự vãi. Wow, bao xịn luôn nha các bạn ơi. Ui, hai con nó đều có những cái viên ngọc màu đỏ nè. Rồi, coi như vậy là đủ rồi. Mình sẽ cất mấy em này vô nha, để mà đi đánh cái em boss đi. Có một cái con Big Ghetto trên đầu mình kìa. Mình lòi em Saymin ra nè, cũng như là Kyurem ra nữa. Ui, Kyurem có 96 rồi hả? Cũng ngon lành đấy chứ. Để mình đi qua đây mình xử cái em Big Ghetto nha các bạn ơi. Này, bay đi qua đây hả? Tính chạy trốn ai? Chạy trốn ai nè? Mày nè. Trời ơi, những con Pokemon bay á, quăng nó rất là khó luôn các bạn. Ui, nó cho mình một cái viên Rare Candy luôn. Mình có nên cho mấy cái em này lên cấp không ta? À, chắc mình sẽ để dành quá các bạn ơi. Hiện tại đang có một cái con boss chứ kìa. Bikimoku. Bikumoku. Để mình câu xong hả? Thử được cái gì nào? Ui, một dấu chấm than. Được cái con scrap các bạn à. Lại con này. Thôi để mình đi kiểm tra coi. Wingull thì mình chưa có shiny. Chắc mình sẽ đi bắt nó luôn nha các bạn ơi. Có một em shiny Wingull ở trên đầu mình nè. Đây, em Hải Âu các bạn à. Ui, Dragonite luôn nè. Wow, những con Pokemon siêu khó xuất hiện luôn. Mà bây giờ nó lại xuất hiện tràn lan như thế này nè. Hôm bữa giờ mình cũng gặp khá là nhiều cái con delay bớt các bạn ơi. Không hiểu sao nữa. Cái lúc mình chưa có thì mình không có thấy đâu. Bây giờ thì thấy quá chừng luôn nè. Wow, cái em Wingull này cánh màu xanh lá cây các bạn à. Ồ, em Sunny đã được bắt rồi nè. Wow, xịn sò chưa? Ngon lành canh đào liền. À, trên đây có cái con sâu hả? Con boss sâu các bạn ơi. Bò linh tinh. Khó bằng trúng nó quá vậy. Ây da, nó biết né đòn các bạn à. Đây, quy đồ nè. Ở nó lại cho mình một cái viên Rare Candy nữa. Ngon vậy. Chắc mình sẽ cho Kyurem lên cấp luôn quá. Kyurem đang đạt được cấp 97 rồi đó các bạn ơi. Chắc cho lên cấp luôn đi. Đây, em Kyurem của mình nè. Cấp 97. Cho lên 3 cấp luôn nha. Cho full 100 luôn các bạn ơi. À, sao bây giờ mình cho nó lên cấp, kích thước nó vẫn như vậy ta, nó không có bự lên nữa ha. Rồi, siêu to khổng lồ rồi các bạn ơi. YQ Ram, chắc mình phải tạm biệt cái em YQ Ram này quá. Bây giờ sẽ cất nó vô thôi. Mình sẽ lấy cái em Pokemon khác ra để mà luyện cấp tiếp nha. Chắc mình sẽ lấy cái con Celestia ra quá các bạn ơi. Đó, một cái con Pokemon Ultra Beast. Đây nè. Đó, quái vật ở thế giới Ultra đó các bạn ơi. Cấp 68 rồi. Sẵn tiện cho Zekrom lên 2 cấp luôn nha các bạn. Ui, Zekrom nó bự ra nè. Ngon lành canh đào. À, trên đây có một cái ông trainer các bạn ơi. Nãy giờ mình đi vòng vòng mình cố kiếm thêm cái em UC, nhưng mà nó không chịu xuất hiện. Chắc mình sẽ đi kiếm trainer để mà giải quay quá. Ông này chỉ mới được cấp 79 thôi các bạn à. Rockinrola. Ui, trainer này toàn những Pokemon ở dưới mỏ thôi. Wow, hai con Rockinrola luôn. Kiếm chi mà nhiều vậy. Mặt trăng đang tròn nè. Đây là thời điểm xuất hiện của Roselia đó các bạn ơi. Bên đây có một ông cảnh sát nữa nè. Hao đua. Dứt mày luôn. Ui, cảnh sát toàn có một Pokemon thôi à. Sẵn tiện mình sẽ cho Zekrom lên cấp 92 luôn nha các bạn. Học được hai bơ voi nè. Mình sẽ hủy đi. Wow, cấp 92 rồi. Các bạn có thấy nó bự
Nó bự hơn cái lúc mà mình mới bắt nó không? Nhìn rất là đã luôn ha. Đây hồi nãy mình thấy có cái ông cảnh sát dưới đây nè các bạn. Cảnh sát có 100 nè. Bên kia có một ông shopkeeper thì phải. Hoặc là mutator đó. Rowlight một con. À Rainbow. Wow Rainbow. Có khi nào cái con Pokemon Rainbow này á nó làm theo cái con chó Pitbull không ta? Nhìn cũng khá là giống đó bạn. Ngẫm củ tỏi luôn. Rồi ông cảnh sát này thì có được hai con Pokemon đó. Cái gì vậy? Cái gì mà thách đấu tôi vậy? À đây là Mewtwo các bạn ơi, không phải là Shopkeeper. Có chiêu nào mình có thể học không? Hình như là không rồi. Wow. Mình còn Murrelinar hơn. Trời ơi nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy các bạn ơi. Ui, Porygon nè. Wow, cái ông tiến sĩ này sẽ có nhiều Pokemon lạ quá vậy ta. Pokemon đó là rất là khó để mà tìm luôn các bạn ơi. Porygon. Giật điện cái con Clean Lang này thử các bạn à. Ui, không được thì phải. Chắc mình sẽ dùng cái chiêu Outread đi quá. Chiêu hệ rồng nè. Wow, nó trụ được luôn các bạn ơi. Sao nó trâu vậy? À, tại vì cái ông này được đạt được cấp 90 mấy lận, hèn chi. Mình học được chiêu Super Power cho Registeel nè. Chắc mình hủy đi. Giật điện mày luôn nè. Quên mất con này không thể giật điện được. Cái chiêu Thunder á, nó khá là khó để mà trúng đó các bạn. Tốt nhất á, là mình nên dùng những cái chiêu nào mà có tỷ lệ trúng là 100% đi, cho nó chắc ăn. Dùng cái chiêu Thunder đó nó khá là nguy hiểm luôn đó. Có khi là rớt rong của mình nó lại bị bộ manh khác đập chết thì xong luôn đó. Rồi quanh đây còn có cái ông trainer hay là Murrelainer nào nữa không ta, để mình cố tìm coi. Nếu mà mình đứng lâu một chỗ á thì có thể Murrelainer sẽ xuất hiện đó các bạn ơi. À đây có một ông tiến sĩ khác nữa nè. Tiến sĩ này mới cấp 77 thôi cũng được các bạn ơi. Magnezone, để mình xử đẹp nó luôn nha. Magnezone với tôi hả? Ngẫm cứu tới một em nè. Wow, Acheop, Pokemon cổ đại. Ngẫm luôn. Kling Klang. Wow, nhiều Pokemon xịn sò quá vậy ta. Hay vậy. Ngẫm cứu tới luôn nè. Wow. Kling Klang với tôi. Lên cấp quá chừng luôn các bạn ơi. Ơi, đây 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 đây. Cuối cùng mình cũng gặp được ổng rồi các bạn ơi. Sau mấy tập thì mình cũng gặp được Murrelinar rồi nè. Wow, nhốt ổng xuống lẹ luôn các bạn ơi. Để mình học các cái chiêu chuẩn cho Registeel. Cũng như là em Azir mình mới thu phục nữa các bạn ơi. Đó, ngon lành vậy. Ui, về cái phần cái em Zekrom thì mình đã có được cái chiêu chuẩn rồi nè. Registeel, chặt Beam. Mình đã có Giáp Cannon rồi, chắc hãy chặt Beam đi. Azil nè. Học Extra Sensory cho nó liền các bạn ơi. Thay Nasty Lot này đi các bạn ơi. Rồi tiếp theo đó mình sẽ học tiếp cái chiêu gì đây ta. Chiêu Red nè. Đó. Thay cái Imprison. Ngon lành. Cũng như là mình sẽ học luôn đi test để mà thay Future Sight nha các bạn ơi. Chiêu Future Sight á nó sẽ mất 2 hiệp để mà thi triển nó. Rất là lâu luôn. Nói chung các Pokemon trong bộ ba ao hồ thì thiên về boost thôi các bạn ơi. Rồi ở đây chúng ta lại tiếp tục đi câu cá nữa nè. Hy vọng có thêm một cái red shark nữa các bạn à. Lần này có được cái gì ta? Ui, ba dấu chấm than. Ui, được một cái cuốn sách mending các bạn ơi. Mình cứ tưởng là một cái blue shark. Ôi, tính ra nó cũng khá là hay chứ ha. Wow, trời ơi, ba dấu chấm than nhưng mà không phải là blue shark nha các bạn. Ui, ta nói nó khó khăn gì đâu đó. Làm tôi mừng hụt à. Hiện tại tại cái nơi mình đứng á sẽ có cơ hội xuất hiện 80% là UC và 20% là Sonic đó các bạn ơi. Liệu em nào sẽ lộ mặt? Các bạn cùng đón xem nha. Mình hy vọng là em 80% sẽ đi ra đó các bạn ơi. Cho mình đủ được cái bộ ba ao hồ luôn. Trời đất ơi. Còn 1 phút nữa thôi à. Lâu quá vậy ta. Nãy giờ nó vẫn chưa chịu xuất hiện. Oh my god, Sonic các bạn ơi. Trời ơi, 20% thôi nhưng mà cái con Sonic nó vẫn chịu xuất hiện được. Mình không thể tin được luôn á. Đây nè các bạn ơi, em nay mình đã có rồi mà. Xuất hiện chi vậy? Ui nhưng mà cái con Sonic này kích thước nó khá là to đó các bạn ơi.
để mình giật điện chết nó đi. Mày nè, tôi có rồi mà cứ xuất hiện làm cái gì không biết nữa. Trời ơi, 20% nữa các bạn ơi, mình không còn gì để nói luôn đó. Tao nói nó đen thì thôi luôn. Rồi để câu tiếp coi được cái gì không. Được cái gì không nào. Lâu quá vậy hen. Sao mà lâu quá vậy. Ui ba dấu chấm than. Ui chúng ta được một cái silver bottle cap. À, một cái nút chai bạc đó các bạn ơi. Trời ơi lại ba dấu chấm than nhưng mà không phải là blue shark. Ui hay vãi hen. Rồi để mình cổ câu một xíu nữa coi. Trời ơi nãy giờ tôi bị hố hai lần rồi đó. Nãy là cuốn mandin, bây giờ là cái nút chai bạc đó các bạn ơi. Trời đất ơi, tao nói nó khó gì đâu á. Để mình cầu tiếp coi. Wow. Ui ba dấu chấm than và chúng ta lại được một cái blue shark nữa rồi nè. Wow, khá là đã luôn đó các bạn. Và đây chính là cái blue shark thứ 7 của mình rồi đó nha. Thì mình cố cầu thêm mấy cái nữa đi. Không được thì chắc chúng ta sẽ dừng video tại đây thôi. Đó, tập hôm nay quá đủ rồi. Câu được 4 cái blue shark trong một tập luôn rồi đó. Tại nó xịn gì đâu đó. Wow, hai dấu chấm than và chúng ta được con Luminion. Ngẫm củ tỏi luôn. Ok, thì mình đang đứng chờ coi thử cái chuông của Hobo nó có chịu rung không đó các bạn ơi. Nhưng mà vận may chưa đến rồi. Chỉ với 1% thôi. Nhưng mà nó khó thiệt sự luôn đó. Rồi chắc cái quả chuông nó không chịu rung rồi. À hồi nãy mình có câu được một cái nút chai bạc nữa các bạn ơi. Cái này nó rất là xịn luôn nha. Cái nút chai bạc này các bạn có thể tăng maximum 1 trong 6 cái chỉ số của Pokemon nha các bạn ơi. Đó rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra nó còn có một cái nút chai vàng nữa đó các bạn ơi. Cái đó thì có thể tăng max 6 chỉ số luôn. Chứ không phải là một chỉ số nữa các bạn à. Ồ tao nói xịn thì thôi rồi luôn. Để tập hôm sau thì mình sẽ tiến hành tăng chỉ số Pokemon cho các bạn coi nha. Đó, nói chung cũng khá là may mắn đó các bạn ơi. Thì cái nút chai bạc, nút chai vàng chúng ta có thể câu bằng Super Rod tại cái vùng Deep Ocean nha các bạn ơi. Đó, nói chung tùy vận may của mỗi người thôi. Rồi thì nói sơ về những cái nút chai bạc, nút chai vàng vậy thôi các bạn ơi. Tập hôm nay mình đã rất là may mắn luôn rồi khi đã thu phục được cái em thứ hai trong bộ ba ao hồ của mình. Đó chính là Azil. Em đại diện cho ý chí. Rất là xịn sò luôn. Và mình cũng có được 7 cái blue shark rồi nè. Wow, câu được 4 cái trong vòng một tập luôn các bạn ơi. Nói chứ cái thời gian câu của mình nó rất là dài đó. Nó mấy tiếng lận. Hy vọng tập hôm sau mình sẽ có được cái con Kyogre nghiên thị nha các bạn. Để tôi cho cái em Azil ra coi thử coi. Đây các bạn ơi, siêu tí hon luôn. Đó, kích thước run luôn mà. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.